các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Anna Linh Family in Houston Channel. Hôm nay gia đình Anna Linh sẽ dẫn các bạn đi chơi Trung Thu tại Chùa Liên Hoa. Hôm nay Chùa Liên Hoa ở Houston có tổ chức lễ hội Trung Thu cho các bé, lễ hội thi trang phục, rước lồng đèn và có múa lân, và đồng thời chùa có bán những cái món đồ chay cho các Phật tử vào trong chùa để ủng hộ nha. Giờ các bạn cùng mình đi vào trong chơi lễ Trung Thu với gia đình mình nha. Mỗi mùa Trung Thu là làm cho mình lại nhớ đến Việt Nam khi hồi còn nhỏ. Các bạn thấy không, các bé đang ở đây thiết kế những cái lồng đèn Trung Thu thật là dễ thương, thật là xinh xắn. Mình nhớ là lúc nhỏ đó, khi mình còn ở Việt Nam á, hồi xưa Việt Nam chỉ có cái lồng đèn mà có đèn cầy thôi, chứ không có giống như bây giờ mà họ thiết kế ra những cái lồng đèn có đèn pin, có đèn ở trong đây, không có phải như thời xưa mà dùng đèn cầy để đốt nữa. Các bé rất khéo tay để tự làm cho mình những cái lồng đèn theo ý thích của mình. Đây là đèn ông sao nè, dễ thương vô cùng luôn á, làm cho mình nhớ đến hồi nhỏ mình rất là thích lồng đèn. Mỗi đến mùa Trung Thu về là cứ nói ba mẹ dẫn đi mua lồng đèn. Ok, mình cùng dạo một vòng ở trong hội chợ nha. Khi mà vào đây rồi mình mới có cảm giác là cộng đồng người Việt Nam của mình sống ở hải ngoại, đặc biệt là ở Houston, rất là đông. Vào những lễ hội như thế này thì làm cho các bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ có cơ hội được học hỏi, được biết thêm những cái nền văn hóa của Việt Nam, những cái lễ hội Tết Trung Thu.
Ngoài ra trong hội chợ còn có bán tất cả các loại rau. Mình thấy ở đây mình thấy có rau kinh giới nè, rau cải xanh nè, cà rốt nè, bầu bí, tất cả các loại rau ha. Những cái hình ảnh này làm cho mình nhớ đến Việt Nam. Thường thường trong các chợ họ bày ra bán hàng giống như vậy nè. Còn bên gian hàng này mình coi có cái gì nè. Ồ, cái này là chao chay, có bánh trung thu chay. Còn cái hộp này mình nghĩ chắc là mấy đồ ăn chay, gỏi cuốn chay. Nghĩ trong đây là chỉ bán đồ chay thôi. Mọi người đông vui giống như Tết vậy đó. Có thời gian tụ tập lại, hẹn hò bạn bè, trò chuyện cùng nhau sau những ngày làm việc vất vả. Cái này giống cà ri chay quá đi. Cái này là bì chay nè, mắm chân chay. Mình rất là thích ăn đồ chay nha các bạn. Mỗi lần mà mình đi chùa là mình mua đồ ăn chay về để dành ăn trong tủ lạnh, nó ăn rất là ngon. Để mình đi qua bên đây coi mình có cái gì nha. Cái này là cá kho chay, mình nghĩ vậy á. Còn cái này là trà bông chay, chắc mình nghĩ vậy đó. Mình cũng không có rành lắm nữa. Thấy giống như trà bông chay nè, thấy mấy cái đồ kho của chay á. Ok, tiếp tục đi qua bên đây coi cái chị này chỉ bán cái gì đây nè. Nhìn thì giống như là chao á, đúng rồi, chao đó. Chao để ăn chay, đặc biệt 12 đồng một hũ nha. Tương hột chay 12 đồng một hộp. Khô bò chay 10 đồng một hộp. Ớt sa tế 10 đồng một hộp. Trà bông rong biển 10 đồng một hộp. Trời ơi, hấp dẫn quá luôn. Để lát nữa mình đi một vòng rồi mình quay lại mình mua đây. Ok, giờ các bạn cùng mình nghe nhạc chút xíu nha. Cucudan, đúng không? Đúng luôn.
dạng thêm một người biết nữa. Tôi đâu tin gì nhiều lắm. Rồi chuẩn bị có người tiếp theo, có ai không? Eo Dương. Dầu tàn tinh nghe. Dầu tàn tinh nghe đúng không? Dạ ban tổ chức xác nhận lại dùm em. Thiên Tuế, có nghe có vẻ là đúng rồi đó. Đúng không? Đúng rồi. Dạ chúc mừng Trung Thu chị nha. Rồi vẫn câu hỏi đó. Rồi em bé Lizzy College. Lizzy College. Đúng rồi. Chúc mừng. Congratulations. Dạ đây sao ạ? Vẫn không câu hỏi đó. Rồi. À, thôi bây giờ mình đổi đi, video shop nhiều quá. Có ai coi Việt TV không? Có ai coi Kiều Trâm không? Dạ trời. Việt TV đang có chương trình nào mà đang vào buổi tối? Không biết là mọi người có coi không? Mấy cậu lên nói. Mấy cậu lên nói về chương trình gì? Dạ, khó quá, vậy nhường người khác ha. Đồ chị ông nhất. Cái này đang hỏi qua Việt TV rồi em. Đại sứ tuổi thơ. Vâng, trăm tuổi thơ, đúng rồi. Chúc mừng chị. Và câu hỏi tiếp theo chuyển qua Việt Radio đi. Việt Radio đang chiếu trên băng tần số mấy ạ? Đây. 7.11. Dạ sai rồi ạ, đây là Việt Radio. Việt Radio chứ không phải Việt TV. 1 năm sớm hơn anh. Đúng rồi, chúc mừng chị. Rồi cái này dễ nè, cái này dễ nè. Tết Trung Thu còn gọi là Tết gì? Rồi, cho con có biết đi. Cho con biết đâu gì nữa. Tết đoàn viên, Tết thiếu nhi. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tết đoàn viên, chúc mừng chị.
thì chúng tôi rất là cảm ơn các bà cha mẹ đã khuyến khích để giữ được cái truyền thống văn hóa của chúng ta. Hôm nay tuy là cái các em thì ai cũng rất là dễ thương, nhưng mà ban giám khảo của tôi thì chỉ có được hai giải cho mỗi hội trước thôi, nhưng mà tất cả các em còn lại đều có một cái giải khuyến khích để ủng hộ tinh thần của các em. Mong rằng là các cha mẹ để tiếp tục những năm sau và vẫn tiếp tục để cho các em ủng hộ vâng, và nếu ban tổ chức của chúng tôi có điều gì sơ suất thì xin quý vị thứ lỗi cho một lần nữa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho các em cũng như là ba mẹ các em đã bỏ công rất là nhiều để cho các em có những cái quốc phục Việt Nam và cũng như cái lòng hè để cho chúng ta có một buổi trung thu đầy ý nghĩa cho các em ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ba mẹ cũng như các em trên sân khấu ạ. Dạ vâng, thì trong cái group lớn chúng tôi cũng phải là các group lớn thì hầu hết các em cũng lớn và các em có những cái tài năng riêng, mỗi em có một tài năng riêng. Thì trước hết chúng tôi chọn ra được cháu Rosa Đoàn số 38. Xin mời cháu Rosa Đoàn. Xin mời cho em một tràng pháo tay. Em vừa thi quần lòng đèn và vừa thi quốc phục và rất là vui và cảm ơn em và cũng như cảm ơn ba mẹ em đã khuyến khích em đã tham gia chương trình. Dạ vâng, và cái group lớn thì chúng tôi có Giác Phan số 18 ạ. Cho quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay Giác Phan. Thích cho chúng tôi. Rất là dễ thương và đẹp trai của chúng ta ngày hôm nay. Group thứ hai là cho các em từ 7 tuổi tới 9 tuổi. Xin mời em Minh Hoàng Nguyễn.